Bật khóc vì món quà lễ tình nhân Mạnh Quỳnh tặng Phi Nhung khiến ai cũng nghẹn ngào xót xa. Bật khóc vì món quà ngày lễ tình yêu mà Mạnh Quỳnh tự tay làm từ đầu đến cuối để tặng Phi Nhung. Khi người ta yêu thương ai đó quá nhiều thì khoảng không cũng hóa thành thù. Nỗi nhớ niềm thương luôn hiện diện khắp mọi nơi. Đây là ca khúc mà nam ca sĩ viết bằng cảm xúc của mình dành cho người đã rời xa mãi mãi. Nó đặc biệt đến nỗi Mạnh Quỳnh tự tay làm tất cả từ đầu đến cuối, từ hình ảnh đến âm thanh và lên ý tưởng. Mặc dù việc làm hình ảnh có một đội ngũ riêng đảm nhận, nhưng với bài hát ngày lễ tình yêu này, Mạnh Quỳnh muốn tự tay làm tất cả tâm huyết đặt vào nó. Còn nhớ khi Phi Nhung còn sống, trong một show ca nhạc, người dẫn chương trình từng hỏi Mạnh Quỳnh: "Anh Quỳnh ơi, có bao giờ anh tặng quà chị Nhung ngày lễ tình nhân không?" Hôm đó Mạnh Quỳnh mỉm cười và trả lời là chưa. Phi Nhung hôm đó còn trách yêu: "Ổng tặng vợ ổng chứ ngày đó Nhung làm gì có quà." Thế nhưng hôm nay ở trên cao, Phi Nhung có thể mỉm cười rồi. Mạnh Quỳnh chẳng ngại ngùng hay giấu giếm gì nữa mà công khai tặng quà cho Phi Nhung ngày tình nhân. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp tri kỷ nổi tiếng của làng giải trí. Hàng chục năm gắn bó với nhau cả trên sân khấu lẫn ngoài đời, cả hai dành cho nhau tình cảm vô cùng đặc biệt. Không chỉ khán giả mà đồng nghiệp cũng rất trân trọng mối quan hệ của họ. Mới đây trong một live show trước thềm show hài ở hải ngoại, Băng Kiều đã nói về Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Dòng ca Trái Tim Không Ngủ Yên cho biết sắp tới anh sẽ thể hiện một ca khúc mới hoàn toàn trên sân khấu Thúy Nga. Điều đáng nói, cảm hứng của nó xuất phát từ tình cảm giữa Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Lời bài hát kể về tâm sự của Mạnh Quỳnh sau khi người tri kỷ của anh ra đi do chính nam ca sĩ sáng tác. Tôi nghe xong ca khúc này cũng nhận lời ngay vì rất thích. Ở ngoài tôi cũng chơi và biết rất rõ Mạnh Quỳnh, Phi Nhung. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ đi show chung và chơi chung với nhau. Tôi còn thân với Mạnh Quỳnh tới mức hay đi đá bóng với anh ấy. Từ đó tôi hiểu rõ tình cảm Phi Nhung và Mạnh Quỳnh dành cho nhau. Bởi vậy khi nghe bài hát này tôi rất xúc động. Tôi lập tức bảo chị giám đốc Thúy Nga cho mình hát. Bằng Kiều chia sẻ.